Em làm về tâm lý cho nên là em sẽ quan trọng về cái tâm hồn của con người nhiều hơn. Và những cái sản phẩm hay là những cái cách truyền thông của em thì nó sẽ mang cái tính nhân văn nhiều hơn. Ví dụ như cái cách truyền thông đi, người ta có thể dùng hình ảnh của một nghệ sĩ nổi tiếng chẳng hạn, nhưng em vẫn có thể sử dụng một cái hình ảnh của một cái cô bán hàng rong chẳng hạn, và mình nâng cái giá trị của cô ấy cũng như là một cái người nổi tiếng, chứ không có nhất định là phải nổi tiếng thì mới được uy tín này kia. Thì em thường là sẽ làm theo cái cách đó nhiều hơn. Cơ hội cho ai? Full Chance phát sóng lúc 12 giờ trưa thứ bảy hàng tuần trên VTV3.